Về với đền Gành, chúng ta như được ngược dòng lịch sử, trở về với những ngày tháng hào hùng khi vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Về với đền Gành, ta càng thêm nể phục công chúa Lê Ngọc Hân, tài sắc vẹn toàn mà số phận bi thương. Về với đền Gành, chúng ta còn được tham dự vào lễ hội đền Gành với phần lễ trang trọng và phần hội tưng bừng. Để tìm hiểu về lễ hội đền Gành, cô trò mình sẽ cùng bước vào phần học tiếp theo của bài học ngày hôm nay, lễ hội đền Gành.